Wow, nhưng mà em có sử dụng tampon chị ạ? À, em nghe nói là khi mà bị sử dụng cái này thì có thể là mất hoặc là không có đúng hay không? Và em đã dùng loại bé nhất. Lúc đầu em sử dụng thì không có vào được và nó hơi rát nhưng mà lần hai thì bình thường. Ok, bây giờ vậy nè, có khả năng là nó sẽ hơi rách nhẹ nhưng mà nó sẽ không rách hoàn toàn cái phần màng của em. Cho nên là đôi khi cái việc em sử dụng cái này và em tháo ra sau đấy em cảm thấy bình thường không có nghĩa rằng là trong cái lần vừa hồi đầu tiên của em sẽ không đau hoặc là không rách. Nó còn tùy thuộc vào rất là nhiều những cái yếu tố khác nữa. Và chị mong là mọi người hãy lên trên YouTube để mà mọi người xem cái video đó là những cái hình thái của màng 1.000 kiểu mất, để mình có thể tiên lượng được là có thể những cái chuyện gì nó sẽ xảy ra trong tương lai nếu như dựa trên cái thể chất hiện tại của mình như thế này. Là trong cái video cũng sẽ chỉ rất là kỹ cho tụi em về một việc đó là mình có nên soi để mà mình xem coi là cái phần cô bé của mình nó như thế nào hay không và hình dáng của nó như thế nào trước khi mình có bất kỳ những cái hoạt động vừa hồi gì, thì tụi em nhớ coi nha, coi cho kỹ vô.